Chào cả nhà, đến với kênh YouTube nuôi dạy con thông minh. Như thường lệ, thầy cô, bố mẹ có nhu cầu cho bé học toán tư duy, học tiếng Anh, học hành trang vào lớp 1 thì mình lên địa chỉ website là www.rainbow, mình tham khảo hơn 50 cái chi nhánh Rainbow gần nhất để đăng ký cho bé học. Và thầy cô, bố mẹ chưa bấm đăng ký kênh YouTube thì mình bấm vào cái chữ đăng ký kênh để mình đăng ký kênh. Đăng ký kênh là một cách để mình giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng thời khi mà đăng ký kênh thì thầy cô, bố mẹ sẽ là những người nhận được những cái thông báo khi mà kênh có những cái video hướng dẫn mới. Và trên điện thoại, trên iPad, thầy cô lên CH Play hoặc App Store, thầy cô tải cái ứng dụng là Toán Tư Duy Rainbow về. Khi mà tải cái ứng dụng về, thầy cô tạo cái tài khoản và thầy cô đăng nhập vào đó. Thì trên đó nó sẽ có những rất là nhiều những cái khóa học hay và có cả những cái phần mềm luyện tập miễn phí để cho các bé luyện tập tại nhà. Chào cả nhà. Trong cái video lần trước thì mình đã hướng dẫn cái cách chúng ta tính nhanh các số giống nhau nhân với 6, 7, 8, 9. Thì trong video lần này mình sẽ hướng dẫn tiếp các cái số giống nhau nhân với 2, 3, 4, 4 và 5. Thì cái cách làm cũng tương tự thôi. Mình sẽ đi nhanh qua luôn. Bài số 1 là 666 nhân 2. Mình sẽ lấy 2 nhân cho 6 là được 12. Và kết quả ở giữa mình sẽ cộng lại là được 33. Kết quả của mình sẽ là bằng 1332. Bài số 2 là nhân cho 3. 7777 nhân cho 3. 7 nhân 3 là 20, 21. 2 cộng 1 là được 3. 333. Kết quả của mình sẽ là bằng 23330 31. Rồi tương tự như vậy, bài số 3 là 888 nhân 4. 4 x 8 là được 30 32. 3 cộng 2 là được 5. Kết quả của mình sẽ là bằng 3550 52. Rồi bài số 4. Bài số 4 là 9999 nhân cho 5. 9 x 5 là 40 45. 4 cộng 5 là 9. 19293 39. Kết quả của mình sẽ là bằng 49990 95. Bài cuối cùng là bài nhân cho 9. Mình ví dụ 9999 nhân cho 9. 9 nhân 9 là 80 81. 8 cộng 1 là 9. 999, ok ha. Kết quả sẽ là bằng 89991. Rất là đơn giản và rất là nhanh. Rồi chào tạm biệt cả nhà. Video hôm sau thì mình sẽ giới thiệu cái cách các cái số giống nhau nhân cho 2 chữ số giống nhau. Rồi, chào tạm biệt cả nhà.